Đố biết vít này là về gì ấy? Nhìn thế này là đủ hiểu rồi đúng không? Sao cái hộp gì đen đen mà cầm nặng như vàng nhỉ? Ô, mở ra được này. Nhìn cái giấy gói này có họa tiết dập nổi hình ngôi sao là đủ biết đôi gì rồi đúng không? Ui, cảm giác sở đã thật. Đến nhân vật chính rồi đây này. Giày mới là phải làm gì nhỉ? Phê thật. Nhìn toàn cảnh một lượt nhá. Ui, cháy nhờ. Chết rồi, trông cái ao sô nó có vân vùng chi tiết thế này, chả dám xỏ ra ngoài đường. Nhìn sơ sơ qua trên cái upper này nhiều thứ phết. Sao cái lưỡi gà này nó cứ cấn cấn kiểu gì, mở ra xem nào. Nó có gì trong này này? Lỗi sản xuất à? Sao lại rơi tiền ra nhỉ? Ôi rồi ôi, thế này thì dầu to rồi. Có nữa này. Rồi, đến cái phần đặc biệt nhất của đôi giày rồi. Trông cái swoosh có đẹp không? Lạ nhỉ? Cởi ra thử xem nhá. Đây là mặt trước và mặt sau ấy. Bây giờ on fit lên này. Ui, đi cháy phố luôn. Ê, chết rồi. Lỡ nhảy nhót vài cái rồi, phải làm sao giờ? Ui, may quá, vẫn như mới, vẫn như desktop. Tuyệt vời nhá, 10 trên 10 nhá.